Hôm nay có lẽ bà Thanh sẽ bận rộn hơn so với mọi ngày. Đảm nhận vai trò phó chủ nhiệm câu lạc bộ đái tháo đường Bạch Mai qua gần 2 nhiệm kỳ, hầu như bà chưa bỏ qua bất kỳ một buổi sinh hoạt nào của câu lạc bộ. Bởi chính tại đây, những kiến thức cần thiết để bà đối phó và sống chung với bệnh đái tháo đường qua 15 năm ngày càng dày thêm. Bà Thanh đến câu lạc bộ từ sớm vì phải chuẩn bị nhiều việc. Nào là thăm hỏi các thành viên về tình hình sức khỏe và bệnh tật của họ. Nào là xem ai đến dự lần này, ai vắng mặt. Sau đó, lại bắt tay vào những công việc không tên khác như phát thẻ hội viên, thu lệ phí, hướng dẫn các thành viên tham gia buổi sinh hoạt. Rồi tính toán mua quà cho hội viên, sắp xếp thời gian thăm hỏi mọi người, thông báo lịch sinh hoạt và cơ số những việc khác. Nghe thì đơn giản, nhưng cũng mệt và mất khá nhiều thời gian của bà. Thế nhưng bà vẫn xông xáo trong mọi hoạt động và luôn luôn là một trong những thành viên tích cực nhất của câu lạc bộ. Bác Thanh ấy là bác phải là rất nhiệt tình, phải là công việc là phải rất nhiệt tình thì mới làm được, mà làm đúng cái tư cách là từ thiện. Đấy, cho nên là bây giờ công việc thì nó nhiều lặt vặt, công việc nó gọi là không tên, nó nhiều thứ lắm. Làm lấy để giúp đỡ người đồng đẳng đái tháo đường. Trên này hoạt động là không có một cái kinh phí gì là để mà được hưởng cả, mà là do cái tinh thần và giúp đỡ để những người đồng đẳng đái tháo đường. Hoạt động rất là tốt, vận động bà con anh em sinh hoạt họp hành, thế rồi là tổ chức cứ 2 tháng một lần vào những cái ngày đầu quý. Như thế là coi như là mời tất cả các đồng chí y bác sĩ mà có kinh nghiệm và có hướng dẫn về cái cho bệnh nhân đái tháo đường này. Kính thưa các ông, các bà, các chú, các bác, bởi vì thường thường chúng ta là trong nhà là có cặp đôi. Như mọi người vẫn nói, tham gia các công việc lớn nhỏ trong câu lạc bộ như đi làm từ thiện, bởi chẳng có thù lao công xá gì, nhưng bà và các thành viên khác đều tham gia tích cực. Nó sợ bác sĩ kê đơn diệu kỳ, tiểu đường thì mặc tiểu đường. Nó sợ vừa là để giúp đỡ mọi người, cũng vừa là thú vui để cuộc sống bớt buồn tẻ. Và cho đến giờ, bà vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ làm đầu tàu không thể thiếu của câu lạc bộ đái tháo đường Bạch Mai. Công việc mỗi ngày một khác, nên bà Thanh chủ động ghi chép lại để nhắc nhở mình và sắp xếp làm sao cho khoa học. Đấy cũng là một cách rèn luyện trí óc khi ở cái tuổi gần thất thập này. Chồng bà Thanh đã mất hơn chục năm. Một mình bà trèo trống cuộc sống, chăm lo cho con cháu được đầy đủ như hiện nay. Khi đến tuổi được nghỉ ngơi, thì bà lại tiếp tục cuộc chiến với căn bệnh dai dẳng đái tháo đường. Thế nhưng trong cuộc chiến này, dù ông không còn ở bên cạnh bà, nhưng không vì thế mà bà yếu đuối hay suy sụp. Bà đối mặt với bệnh tật không phải bằng thái độ cúi đầu chấp nhận, mà bằng cách tuyên chiến với nó, kiên cường và mạnh mẽ.
đang ở cùng gia đình con trai. Nhưng con cháu bận làm, bận học hết cả. Hàng ngày ở nhà, bà làm việc nhà, nội trợ. Với bà, những công việc đó tuy nhỏ và cũng không nặng nhọc gì, nhưng gọi là có việc làm cho vui, chân tay cũng không để nhàn rỗi. Không chỉ mẫn cán trong công tác của câu lạc bộ đái tháo đường Bệnh viện Bạch Mai, bà cũng là một trong những thành viên không thể thiếu trong các hoạt động của tổ dân phố, của hội phụ nữ hay trong công tác khuyến học cho tới công tác hiến máu tình nguyện. Ban chữ thập đỏ đấy thì theo dõi và vận động ngõ mấy, còn chị thì vận động ngõ 3, ngõ 2 bên này. Còn một số chị em nữa thì vận động nên sát sao từng ngõ mình đi vận động, rồi vận động cả các cháu sinh viên tham gia vào cái mẫu làm nào cố gắng đạt được cái chỉ tiêu của phường chị em mình đi học. Đấy thì cô xem nên phân cầu. Và dù với công việc nào, bà cũng luôn là người rất tích cực, có trách nhiệm với công việc của mình. Một vấn đề quan trọng lúc nào tôi cũng đứng bên cạnh Duy Thanh, cũng động viên Duy Thanh là cố gắng khắc phục. Đặc biệt đồng chí là bị mắc cái bệnh tiểu đường. Cái lúc ở nhà mà bác sức khỏe tương đối thì là bác rất là tích cực tham gia công tác hoạt động. Công tác phụ nữ thì bác cũng vận động được nhiều chị em là trước kia chưa vào hội, nhưng mà rồi bác vận động là cũng chị em cũng vào sinh hoạt hội. Rồi bây giờ đến chữ thập đỏ đấy. Chắc là năng nổ quá, tích cực quá. Cho nên là ở đâu người ta cũng tín nhiệm, người ta bầu, chứ nhiều khi cũng thấy rất là mệt. Nhưng mà xin nghỉ thì người ta bảo bây giờ khó thay một cái người tích cực như bà, bởi vì công việc của bà là không có lương, không có một tí kinh tế gì cả. Nhưng tôi là rất nhiệt tình, cho nên bà con tín nhiệm rồi thì cũng cứ xông vào làm công việc. Cũng trao đổi đồng chí là quan trọng nhất, là chúng ta phải biết vươn lên, biết phấn đấu và biết vui vẻ đối với cuộc sống thì chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua. Thì tôi thấy là bác Thanh là một người là đã rất là vượt qua cái bệnh tật mà là làm công tác rất là tốt. Nhiều khi họp cả ngày, họp cả đêm. Đấy, nhưng mà thực sự thì qua cái đi họp được như thế thì cũng đánh giá được cái sức khỏe của mình. Mình có sức khỏe tốt thì mình mới có thể đi xe ra phường đi họp, đi vào Thanh Xuân để họp phụ nữ vân vân. Chứ nếu mà mình yếu thì mình không đi được, thì cái đấy cũng là một cái lợi. Cái thứ hai nữa là qua cái họp hành như vậy là nó rất là vui. Đấy, làm cho cái tuổi già của mình, làm cho trí nhớ của mình mà nó năng động hơn. Tôi nghĩ rằng thế là con có sức khỏe thì được bà con xóm làng tín nhiệm thì tôi vẫn tiếp tục tham gia. Ngay ở khu tập thể, bà cũng trở thành một tuyên truyền viên tích cực về bệnh đái tháo đường. Những người bệnh khác hoàn toàn có thể tin tưởng để trò chuyện và chia sẻ về bệnh tật với bà. Có thể chỉ là vài câu chuyện phiếm về gia đình, hoặc dăm ba câu hỏi han bệnh tình, hay chia sẻ ít kinh nghiệm sống chung với bệnh. Nhưng những lần lui tới như thế cũng giúp những người bạn của bà thêm niềm tin để chiến thắng bệnh tật. Bắt đầu phải tiêm insulin từ cách đây 3 năm. Có lẽ cuộc sống với bệnh tật của bà cũng nhiều thử thách hơn. Bà mua riêng hẳn một chiếc tủ lạnh nhỏ để bảo quản thuốc. Ý thức được rằng mình sẽ còn phải sống chung với bệnh đến cuối đời, cũng có nghĩa là sống chung với những mũi thuốc tiêm suốt về sau này. Nguyên tắc bảo quản thuốc cũng như những lời khuyên khác của bác sĩ, bà đều ghi nhớ cẩn thận và tuân theo một cách nghiêm ngặt. Nhờ vậy nên mới có sức khỏe để tham gia hết việc này tới việc khác, và toàn là việc của người vác tù và hàng tổng.
sức khỏe thì là nó là một cái đầu tiên phải là cái cố gắng. Bởi vì có những người ta có sức khỏe, người ta không bị bệnh, có sức khỏe mà người ta không tham gia. Đấy. Nhưng mà đối với tôi thì cái việc tham gia công tác chung của xã hội thực sự là một niềm vui và thực sự là một cái điều cống hiến chung cho xã hội. Với người bệnh đái tháo đường, các bữa ăn rất quan trọng vì nó giúp người bệnh kiểm soát được đường huyết. Và quan trọng hơn nữa là phải quan tâm tới các chỉ số của cơ thể, những thông tin rất cần thiết dành cho người mắc đái tháo đường. Bà Thanh nắm rất rõ điều này nên thường xuyên theo dõi từ chỉ số huyết áp, cân nặng và đường huyết để kịp thời điều chỉnh chế độ sinh hoạt và ăn uống cho phù hợp. 62 lên xong lại lên 2 cân. Bà Thanh có cô em gái cũng bị đái tháo đường. Nhà hai chị em cũng cách xa, nhưng thỉnh thoảng rảnh rỗi, em gái lại ghé qua chơi với bà. Và trong câu chuyện đó, chẳng bao giờ quên nhắc tới một người bạn chung, đó là bệnh đái tháo đường. Thì bây giờ bác em thay đổi cái thuốc tiêm khác, rồi uống 2 viên thuốc Glucifa cũng khác với các thuốc của chị. Từ ngày mắc bệnh, bà Thanh thay đổi nhiều về chế độ ăn uống. Từ cơm tới các loại rau, thịt đều được thay đổi khẩu phần cho phù hợp với tình hình bệnh tật. Cũng không quá khó khăn để thay đổi thói quen ăn uống hàng ngày, bởi bà nhận được sự trợ giúp rất nhiều từ phía những người thân trong gia đình, từ con cháu cho tới anh chị em trong nhà. Mọi người ủng hộ bằng nhiều cách, từ tinh thần cho tới việc xây dựng khẩu phần bữa ăn phù hợp với người đái tháo đường như bà. Hôm nay hai chị em mình rau này, su hào này, cá này, để chị lấy tí canh nhá. Rau xào xanh ngon mướt. Hôm nay chị muối su hào này ăn thỉnh thoảng thôi, chứ còn theo người ăn luộc thì vẫn tốt hơn. Nhưng mà lâu nay là mấy năm nay là chị ăn. Cuối ngày, tạm gác mọi công việc, bà dành thời gian cho cậu cháu trai mà bà rất đỗi yêu quý và tự hào này. Mới đang học mầm non, nhưng bé Vĩnh Khang đã tự biết đọc và thường hay đọc thơ kể chuyện cho bà nghe khi hai bà cháu ở nhà cùng nhau. Sau cả một ngày với những công việc cộng đồng, bà hạnh phúc khi được thấy cháu trai thông minh lém lỉnh bên cạnh mình, biết nghe lời và làm cho bà vui. Hôm nay con nghe được mấy điểm nhỉ? Hôm nay con mấy điểm? Bây giờ hai bà cháu mình kể chuyện là ngày sửa nhà xưa. Ừ đúng rồi, có một. Có một cô. Cậu bé. Cậu bé. Hàng chơi. Hàng chơi. Alo. Chuyện bé rồi. À đúng rồi. Trước đây học tổng hợp văn, rồi từng làm giảng viên khoa triết học Mác Lênin của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Bà Thanh cũng là người yêu thơ ca chữ nghĩa. Thi thoảng, bà viết vài bài thơ góp vui với bạn bè trong những dịp đặc biệt. Thơ không có hàm ý sâu xa hay văn hoa lai láng như thi sĩ, mà chỉ là những vần thơ rất thật, rất gần, thể hiện những sự việc đang diễn ra trong cuộc sống của bà. Ví như căn bệnh đái tháo đường mà bao người vẫn sợ, thì với bà, nó cũng đi vào thơ, hồn nhiên và rất đời thường như thế này. Không sợ tiểu đường. Tháng sau cũng có hội hè, bởi các anh đến
rát bè hát vui. Tiểu đường thì mặt tiểu đường, nó sợ bác sĩ kê đơn diệu kỳ. Tiểu đường thì mặt tiểu đường, nó sợ người bệnh kiên trì sống vui.